Thế đi như con vịt á. Và xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny và Béo. Thì hôm nay không béo. Mình đã chuyển qua cái nhà mới được tầm bao nhiêu ngày đây em Béo nhỉ? Là 4 ngày rồi, nhưng mà mình kiểu lu bu, kiểu mà phải dọn đồ tùm lum lá kiểu, nên là mình chưa quay được. Lu bu chơi bo game mọi người, chơi bài các kiểu. Và mình ở đây cùng với Béo và Buron nữa. Buron ở Bông Ru có một phòng ở đây, giờ Bông Ru đi làm rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay các bạn một vòng cái nhà mới của mình. Nhà này thì chỉ có ba đứa ở thôi. Đúng rồi, ba đứa thôi. Đây là từ cửa vào. Ôi, đây là từ cửa vào. Chúng ta sẽ có một cái sò camera. Không biết xài cả. À, ở đây chúng ta có cái bàn ăn, cũng không có ai xài cả. Tủ bia này dùng để tắm chứ không phải là dùng để uống này. Tủ bia này của Béo dùng để tắm. Trên này cũng một đống đồ lặt vặt luôn. Ở đây lộn xộn. Ở đây chúng ta có cái chỗ treo kiểu gấu Mr. Bean á. Gấu Mr. Bean à. À, thế chỗ Béo tặng cho ta là đồ Béo tặng thôi. Đấy, ở chỗ này thì có tủ để giày, ở trên là tủ giày của Bu, ở đây có cái tủ lạnh và nguyên cái dãy bếp đây luôn, tủ lạnh siêu đông cứng. Cả trên cả dưới đều kiểu mà gọi là đóng băng được luôn đấy. Mình cầm băng đóng nhau, cầm băng đóng nhau. Đây có mấy cái giá của mình chỉ mới dán vô để kiểu mà gia vị phải để ly nước thôi. Sao mình, rồi. Sau này tụi mình giàu hơn thì tụi mình sẽ mua thêm 2-3 cái để đảm bảo. Giàu hơn thì mua thêm 2-3 cái. Đang tạm bỡ lắm, cái này để thôi. À. Tụi mình giàu hơn rồi mình sẽ mua thêm 2-3 cái cho nó vào. Ok, giàu hơn. Thì ở đây là cái mấy cái mình trang trí, kiểu mấy cái này thì cũng thấy nhiều lắm rồi. Cái có cái bếp 4 cũ này, một dãy mấy cái đĩa. Cái này là quà tặng em chuối từ xưa qua nhà mới bên kia ở bên quận 2 quận này chung á. Bị mình chụp. Lấy mình lấy. Ở đây có cái nút bạc cũ. Rồi. Rồi có tivi của chủ nhà. À, khá may mắn chủ nhà vẫn còn để lại cái tivi. Đấy. Còn mấy cái này thật sự là anh khoe hết trơn rồi á. Đây, nói chung là một dãy mấy cái đồ lặt vặt có cái hình anh em. Mình thì mình không thích khoe, nhưng mà các bạn thấy không, mình rất là nhiều đồ, toàn đồ xịn. Mình thì mình không thích khoe đâu. Mình thì mình không thích khoe, ok. Rồi, mình có rất nhiều tiền. Đồ anh em ở đây. Thôi, anh em. Chỗ này cái máy của mình thì cái này cũng sâu nhiều quá rồi. Vậy sâu cái nhà mới thôi. À, cái ghế này. cái ghế này có một cái câu chuyện rất là dài về nó, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ kiểu sẽ có một cái đại video nhỏ về nó, kiểu time lapse để mình, tại vì mình giặt cái vỏ ghế này cực kỳ khốn khổ luôn anh em ạ. Được. Các bạn ạ. Sao cái này bị thòi đây? Mảnh ghép còn thiếu. Ủa sao cái này bị thòi đấy ta? Thế này chưa đẩy vô hết. Chưa đẩy không biết ạ. Đẩy mọi người ngủ. Thì thằng Mộc với thằng Bảo bổn chư mới qua đây ngủ xong. Mộc với thằng Bảo chư mới qua đây ngủ xong. Khuấy động loạn trong nhà. Có dàn đèn khá là xinh xẻo. Đây, hai bên đèn. Rồi cái phòng đầu tiên sẽ là cái phòng của Buron. Tại vì Buron mới idol nên Buron chưa có dọn nhiều. Buron chưa dọn nhiều, kiểu đồ cũng khá là nhiều. Một đống board game bên này mà Béo có thể chơi. Nhưng mà đây board game
đó, Bu vẫn còn xài cái ghế đấy, ghế ăn của bên ngoài để làm ghế, mua chưa có mơ, kiểu chuyển ghế qua là mua ghế qua đấy. Đây còn Bu có cái giường khá êm, thích này. Đây là con gấu bông khá là xinh trẻ của Bu luôn, siêu xinh luôn. Còn Bu đây có cái nhà vệ sinh này, mà dù chưa được sự cho phép của Bông Đu Nhụ mình vẫn quay. Ở đây là cái phòng của mình, phòng mình thì chưa có trang trí gì nhiều hết trơn á. Một đống đồ kéo trên dưới này đây. Nó cũng tự tưởng ở bên kia. Tự tưởng. Đây và có một cái giường quá xinh. Béo, nhảy lên lên béo. À, đau lắm. Đau lắm. Cái nệm nó không được dày. Các bạn mình chưa có mua nệm nên là cái nệm nó không có được êm lắm. Để khi nào mình mua nệm rồi xong mình trải ga lên thì nó sẽ đẹp hơn. Cái gì? Thế này cái gì? Ui. Đau lắm. Đau. Đây để em quay cho anh bay lên này. Hả? Em quay cho anh bay lên. Bay lên, bay lên. Úp Hoàng. Yeah. Em cười. Em cười giống con gà. Được chưa? Có màu vàng kìa. Đây là những món đồ chơi ngu ngốc của Bảo. Ý là bên bọn mình ở dưới còn có hồ bơi nữa, nên là khi nào mình bơi có lẽ mình sẽ quay sau. Sẽ có trước một tí cảnh hồ bơi ở dưới đấy. Thì bọn mình kiểu mới qua đây chưa trải nghiệm hết nên là có thể là sẽ có một đoạn video về nó sau. Ok. Đánh luôn đấy. Béo vậy. Anh em nào muốn béo có kênh channel riêng không, hãy hãy để lại dưới phần bình luận. Béo có thể lên trên channel riêng để làm video game Minecraft cho anh em xem. Mình chỉ làm các thử thách nha. Từ lầu 18 mà xuống. Và đội thổ. Đội thổ. Mình chỉ làm mấy cái đơn giản thôi. Còn nắng nó làm. Ok. Rồi chào mọi người đi nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên. Không, ý là cảm ơn mọi người để theo dõi video này và đừng quên để lại cho channel mình một like, share video và nhấn đăng ký. Mọi người muốn coi video mới thì nhấn ở bên này, chỉ ngón tay lên béo, chỉ ngón tay lên bên này. Rồi muốn coi, muốn đăng ký channel thì chỉ bên này. Hay để em quay cho anh đi, em không có tài năng với cái này. Làm cái con YouTuber nó khổ các bạn. Mình không biết làm. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình và đừng quên để lại cho mình một like, share video và nhấn vào nút đăng ký. Và đừng quên nhấn bên này để coi video mới và nhấn bên này để đăng ký channel. Dễ thôi đó mà. Nếu mà bạn muốn mình quay content gì nữa thì hãy để lại cho mình bình luận luôn. Và nếu mà muốn béo làm channel thì để lại cho mình bình luận luôn. No. Các bạn đừng để cho mình bình luận mấy cái đấy. Mình đang mấy cái độ thổ nhảy lâu. Mình làm YouTuber rồi. Bây giờ anh nhảy đi. Bây giờ là anh phải nhảy một bài đi. Qua nhà mới mình nhảy cái bài con gấu á, mở nhạc lên ở trong phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc á, nhảy đi. Không thì tự hát tự nhảy đi. Không được. Phải nhảy đàng hoàng chứ. Rồi cái đấy anh nhảy cho em thôi. Nhảy đi. Thế em nhảy cho em coi thôi. Lắc đít à? Rồi.
Hết rồi. Yeah.